chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Hàng Nhập Nội Địa Kim Loan. Hôm nay ngày 26 tháng 9, em lên clip này là một số đồ bếp nhập tải. Anh chị mua đồ của bên em thì đơn trên 400 chuyển khoản bao ship ạ. Ship có thì đồng giá 30.000 một đơn. Đồng giá 25.000 một đơn anh chị. Mã đầu tiên, mã em lên hôm nay là mã T anh chị. Mã T đi ha anh chị. T1. Cái bào vỏ này nó có hai bên mặt lưỡi nè. Ở dưới này thì cái này để lấy lõi. Cái này tay cầm bằng nhựa 30.000 anh chị. Nó sẽ bào tới nó sẽ là bào mỏng, siêu mỏng ha. Còn bào ngược lại thì nó dày hơn xíu. Nó hai hướng 30.000. T2 40. Bào. Ok anh chị ha. 40. T3 40. Này bào mỏng nha anh chị. Bào khá là mỏng. T4 50. Này của Victorinox ạ. Victorinox. Đây bào bén hơn chị. Vừa. T5 nó có ba chức năng: bào sợi, bào lát mà nó răng, bào lát nhiễm. Bén hơn chị. Bên này bào sợi. Mình sẽ xoay thế này ha. Xoay. Này bào sợi nè chị. Ok ha. Còn bào lát sợi răng. Bào lát kiểu nó răng. Đây. Bào lát kiểu này thì mấy cái vỏ mà vỏ cứng như vỏ bí rồi đó, anh chị xài sướng nè. Nó có hai bên mặt lưỡi luôn nè. T6 70.000. Cái này chữ dập chìm ở đây ha anh chị. Nó cũng có ba chức năng: bào vỏ, rồi bào răng với bào sợi. Nó cũng xoay như vậy đó anh chị. Đây bào sợi nè. Bào sợi ha. T7 50.000. Cái bào sợi này nó bào xuống sâu nè. Bào xuống sâu mà nó ra thì cái sợi nó nát làm sao. Cái sợi nó gãy, nó không có thẳng. 50. T8 50.000. Cái bào này bự. Bào size bự, lưỡi đẹp anh chị. Bào bén anh chị. T9. Cái này cũng Pure Line 60.000. Biêu lai 60.000 anh chị. Bào bén. T10 bào sợi 60.000 với một bên bào vỏ bén anh chị. Bên bào vỏ. T11 một bên bào răng, một bên bào sợi. Một bên bào vỏ nè. Xài bén ngon. T12 80.000. Này bào củ cay, bào vỏ củ cay. Cái bào vỏ này củ cay nó bào khá là dày, sao nó dày dữ vậy ta. Mình bào nhẹ, mình bào sơ sơ, mình kéo sơ sơ thì ok ha. Mình bào mình ấn mạnh thì nó hơi dày á anh chị. Cho nó xuống xíu. T13 kéo cắt bếp 60.000 ạ. Này của Gimbo 60. T14 cái này 250. Kéo này kéo đa năng anh chị. Kéo này hình như nó anh chị chụp trên mạng thì nó sẽ 10
máy, hai máy chức năng á. Cái chỗ này là làm nó xem như cái búa đó anh chị, nó làm như cái búa đóng này, là đánh vảy cá này, nạy vặn tu vít. À, công dụng chính là kéo rồi ha. Còn chỗ này đồ khui tuốt dây điện, rồi cái này để kẹp hạt, kẹp hạt dẻ, kẹp cua. À, này cũng dùng để làm tu vít nè. Cái này chữ nè anh chị, stainless steel, Taiwan thì mã số này ha, Mỹ thì có số series này, UK là nước nào nè, Japan nè, Germany nè, China nè. Này nó sản xuất chắc xuất khẩu, sản xuất toàn thế giới luôn, này cũng không biết của nước nào mà nó ghi các nước như vậy anh chị. Có giấy, giấy ở đây mình cắt thử cái này, cắt rất là ngon anh chị, rất là bén luôn ha. 250 ạ. Kéo dài, kéo dài phải 25 20 mấy xăng anh chị, khoảng 23 xăng. Em có chụp hình chung với cái thước anh chị, anh chị xem hình thì xem trên trang Facebook tên Hàng Nhật Nội Địa Kim Loan nè. T15 40.000, dao gọt hoa quả, cán gỗ vỏ gỗ. T16 40.000, cán gỗ vỏ gỗ, gọt hoa quả. T17 20.000, này để kẹp gì em cũng không rõ nha anh chị, có bàn tay kẹp gì không rõ. 20. T18 cái gấp nó hơi chắc tay, nặng tay, hàng kiểu mới anh chị nè, cho chữ Nhật ở bên trong. 30.000, phải gấp lên đây nó mới, em cầm thì em cảm thấy nó hơi nặng tay. T19 25.000, đây có một cái vợt lưới như thế này, cái một cái xẻng, xẻng chỗ này hơi vết xíu thôi. 25.000 hai cái. T20 này 30.000 hai cái nha anh chị, 30.000 hai cái. T21 thì một cái nhỏ hơn, một cái nhỏ hơn, một cái dài cũng 30 anh chị, 30. T22 cũng một cái nhỏ hơn với một cái dài 30. T23 là một cái này nè anh chị, nó rót mà nó có cái ba cái đường ra như thế này, 30.000 ạ. T24 xe xiên thịt, cái này thì anh chị để dài xài cũng được, anh chị tán cái đinh, cái đinh tán này ra luôn chị, bỏ ra luôn ha, tại để em anh chị về bỏ đóng ra ra. Mình xài như thế này cũng được, còn không mà mình ốp gỗ vô mình xài. 40.000 anh chị, xiên nhọn dài dặn. T25 100.000 ạ, 100 cán gỗ chắc tay. T26 150, này nó có thương hiệu Roco Japan, 150. T27 50.000, này ép cam, ép chanh ép tắc anh chị, 50 cũng dày vừa. T28 80.000 ạ, ép tỏi 80, này của single wrap, ép tỏi ướp rồi nấu ăn, anh chị ép bớt một phát lại dành ra. Cái mấy cái tỏi mà tỏi nhỏ 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 anh chị, em không cần bóc luôn cũng được, em ép nó cũng ra được cái tỏi luôn, khỏi bóc. T29 108, đánh vảy cá bằng đồng, tay cầm gỗ. T30 chà gót, vệ sinh, vệ sinh gót tóc đồ anh chị, này nó nhám nhám nè, sờ nó sẽ nhám nhám nè. 20.000 chà vệ sinh nhám nhám, 20. T31 nảy hào 50.000, này có của Kai Japan, nảy hào nảy ốc. T32 này như kiểu rọc biệt thư,
50 có hình con này Singapore, biểu tượng Singapore 50. T33 50. Nãy này Zber. Nãy hào này ốc. Này nó có một chức năng là cái thước ở đây nè anh chị, mà nó hư mất cái thước rồi. Em bán cái chức năng nãy hào thôi nha. T34 độ đo gia vị 20.000. T35 này để hút xịt anh chị, bán 10.000 bằng cao su. T36 này kẹp lọc gia vị, lọc trà 30.000. Cái loại này cũng vậy, 30.000 anh chị. Dày dặn chắc chắn sáng mới, mỗi cái 30. T38 25.000. Này dùng để bỏ vô chảo anh chị, làm trứng ốc la thì cái trứng nó sẽ đẹp ha. Này đó, quặn lên nó sẽ có cái tay cầm cho mình ha. Mình làm trứng ốc la 25. Này hàng mới anh chị, hàng mới thiên tỷ, Made in Japan. Này mà nó không có cái tên như này là không biết nó để làm gì. T39 45.000. Sản xuất chỗ này nó có độ G lên xíu nè anh chị nha. Ở dưới này phẳng. Sản xuất nó mạ đẹp sáng mới 45.000. T40 này cũng xúc này hình như để làm pizza xúc bột bánh gì đó. Này có thương hiệu bắn laser William như của Đức, 50.000. T41 cái để xay cà phê, xay tiêu. Này cà phê thì em bỏ nguyên hạt vô hạt nguyên anh chị, mà em xay một cái đó. Cái bây giờ cái hạt nó còn hơi bể trong này nè. Em xay thử nè. Em xay thử nên nó hơi bể. Cầm này nó hơi trơn. Cái này anh chị cầm tay cũng được. Hoặc là mình bỏ vô cái ly, cái bình gì cũng được. Xay cà phê nè anh chị. Hạt cũng vừa, không quá nhuyễn ha. Không quá. Xay cà phê, hạt xay tiêu đều được anh chị. Đấy. Xay cà phê pha phin. Cái cối của nó không có nắp đâu. Này ở trong này thì nó có cái len để vặn. Len để vặn cái lọ, cái bình. Cối của nó là bằng sứ. Này hàng có thương hiệu. Cái cối này là bằng nhựa nha anh chị, nhựa có dẻo. Còn cái bộ mà để xay này là bằng sứ. Này 250. T41. T42 50.000. Cái đồ mài cái bánh răng nó kiểu như vậy nè anh chị. Này có chữ Nhật. Này tại em không biết xài, em cảm thấy xài nó cứng cắn làm sao nè. Em cảm thấy nó sao. Em bán rẻ, em bán cái này rồi bán không lợi nhuận. Nó hơi nó sao nó lạ. Ông chồng em thì ông chưa xài bình thường, mà em thấy xài nó sao. Em bán 50. T43 80.000. Cái này thì quen nè. Cái viên đá này thì có độ nhám. Nó có độ nhám, nó bám dao lắm anh chị. Anh chị kéo là anh chị nghe sột. Nghe bám dao. Cũng bén 80. T44. Ở này chữ Nhật nè anh chị. Tên chữ Nhật, Made in Japan. Nó cũng có hai cái chức năng. Ở trên này nhám hơn, dưới này thì ấy hơn. Kéo hơn. Trăm rưỡi, cái này 150.
C48 80.000. Cái này đồ mài của Peter này, nó sẽ có một cái tay cầm anh chị, tay cầm ở đây nha. Nên mà đi bị gãy tay cầm anh chị có thể để cố định với bàn đây. Dán keo hoặc là anh chị dán keo cho cái bể ra, hoặc là anh chị để anh chị cầm tay cũng được. Cái đá của cái loại này á, nó đá nhám nha, ăn thép tốt đó em, mà anh chị nghe nó ăn thép tốt ạ, ăn thép tốt nhanh bén, ăn thép tốt nhanh bén, đá nhám 80.000 ạ. Em bán 80. T45 50.000. Hai đầu xây tiêu. Một cái đầu này thì anh chị còn có thể thay đổi cái độ dày, độ mỏng, cái độ mịn của hạt tiêu. Xây được. Xây được anh chị ha. Còn cái đầu bên này thì không có thay đổi được, nó bị rớt cái nấm rồi. Bạn xây được luôn. Tiêu thì các đầu bếp thì thường sẽ lựa chọn là xay lúc nấu ha, để nó thơm. T46 cái này 250. 250. Những cái này thường bắn laser tên hãng anh chị thì nó sẽ không nó sẽ không có logo. Loại này thì ấn xuống anh chị, ấn xuống nó mới ra. Ấn chứ không phải là xoay. Bộ này là kim loại, bằng kim loại. Bỏ tiêu thì vặn ra anh chị ha. Bỏ tiêu thì vặn nó trong ra. Này, bộ này 250 full kim loại. Xài chắc tay. T47. Này tên hãng đi anh chị. 300. Cối của nó như này cũng bằng sứ. Thay đổi tăng giảm độ lớn nhỏ nè anh chị. Lớn xoay của bên này, nhỏ xoay của bên này. Xoay nhỏ nhỏ thôi ha. Đấy. Vừa vừa thế này xài. Còn cối mà muốn bỏ tiêu thì đơn giản mình chỉ rút ra thôi. Cối đựng tiêu rất là nhiều. Cái chỗ này thì nó có ron cao su. À nó không có ron. Đây. Đây. Nó ra nhanh hơn chị. Nó ra nhanh. Xài đơn giản thôi. Ngày xưa mình cứ mỗi lần đám tiệc đám giỗ là phải ngồi giả tiêu. Ghét nhất là giả tiêu, chán. Nó lâu nhuyễn nó mỏi tay. T47 T48 T49. Cái ly mạ vàng 30.000. Nó dày nặng lắm anh chị. Nhưng mà ở trong nè anh chị, ở trong thì cái lớp xi nó hơi bung bung ở trong nha. Hơi nổ xi bên trong. 30.000. Xa nhỏ anh chị. T50. Em thay đổi địa điểm quay xíu, em ra ở ngoài quay cho nó sáng, trời tạnh mưa á. Mẫu tiếp theo T1. T51 30.000. Này cắt quả chanh anh chị, bỏ vô xoay. Này giống nắp Coca, xoay. Xong rót ra. Này còn tem hàng mới anh chị, 30.000. T50. Này dùng để xay hành tỏi ha. Nhưng mà size này nó hơi lớn nha anh chị. Nè, có chỗ này có mở nắp này, không biết xay được xay gì. Lưỡi thì của hãng Kai anh chị. 15 16 ngang nó là 16 xăng. Này của hãng Kai dập nổi. Xay nó lớn nha, thường xay hành tỏi thì xay nó nhỏ thôi. Lưỡi dao nó thì cũng dập chữ cay luôn. Này giống bỏ cái rổ để quay vắt nước quá.
130 cái này anh chị. T52 này để ép ép cà phê, uống cà phê kiểu nước ngoài anh chị, người ta sẽ bỏ một cái ly. Cái ly anh chị mua có cái ly đường kính tầm 7 xăng là được. 7 xăng, người ta sẽ bỏ cà phê vô, xong cái này người ta dùng, người ta ép xuống cho nó ra cà phê. Chỗ này có lọc nè anh, anh chị, bộ lọc nè, lọc miệng nè, lò xo nè. 60.000 nè. T53 đồ mài nhỏ bằng inox anh chị, chất lượng bằng inox, bằng inox không hết 500 ha. 20.000 nè. T54 40.000 mài, đồ mài 40. T55 đồ gọt, đồ bào sợi. Loại này bào sợi nó không phải là lưỡi dao nha anh chị. Nó nhưng mà bào vẫn bén, nó không hiểu nó xài kiểu gì vậy. Nó sẽ thiết kế kiểu này này. Nó không phải là lưỡi dao nhưng mà bào rất là bén nè. Bào sợi nhuyễn khoảng 1 ly anh chị, 50.000. T56 70.000. Này thì bào bằng sợi nè anh chị. Loại này thì bào size lớn, kiểu giống như là làm chua anh chị, làm chua cà rốt rồi ạ, bén luôn, rất là bén. T57 70.000. Nó gần giống cái kia, cũng bào lớn, 70.000 ạ. Rất là bén anh chị. T58 90.000. Cái lưỡi này là lưỡi sứ của Kyocera. Kyocera thương hiệu này Made in Japan thì nó đa số nó làm bằng sứ hết anh chị. Đa số thì nó làm bằng sứ hết. Dao rồi cái gì của nó cũng làm bằng sứ nè. Rất là bén nha anh chị. Sạch sẽ bén. T59 90.000. Cái này thì bào sợi nhỏ, sợi nhuyễn. Sợi rất nhỏ nhuyễn luôn anh chị. Đấy. Ủa. Sao nó không đi vậy? Ấn xuống chỗ đó mới được. Này phải tắt nữa nè. 90. T60 20.000. Này giống như là để ấn xuống trái cây anh chị, để chia cho nó thêm miếng nhỏ nhỏ vừa vừa như thế này nè. 20. Này thì công dụng em cũng không biết cái gì. 20.000 anh chị. Nó dài khoảng 15 xăng. T61 150 ạ. Cái này đồ bào, đồ bào, đồ thịt muối, cá muối rồi đó anh chị. Cá ngừ muối rồi đó. Nó hộp sạch sẽ như thế này, có lưỡi bào riêng luôn. Đồ bào mỏng mỏng như vậy anh chị. Đó, bào mỏng mỏng như thế này. Đồ muối, đồ nên thường sẽ bào như vậy. T62 120. Cái này của hãng Kai, full kim loại anh chị. Này nó có một cái để thay cái lưỡi nữa. Nó sẽ thay được cái lưỡi này, nhưng mà em về thì chỉ có này thôi, không có cái lưỡi khác anh chị. Này bào lát. Bào lát thế này anh chị ha. Bàn bào Kai 120. T63. Cái này 50, bàn bào lát. 50. Này bỏ vô cái tô, cái chén mình ha. 50.000. T64. T64 140 thì nó sẽ gồm các bộ nè anh chị. Nó sẽ có các bộ. Cái này là riêng, không phải chung của nó, nhưng mà em ghép bộ vô cho nó luôn. Nó sẽ có các công dụng là mài, bào sợi nhỏ, bào sợi lớn, bào lát và bào sợi kiểu như thế này anh chị. Này để em lắp vô xem. 140 thì nó có 2, 4, 5 công dụng. Lắp vô ạ. Đây. Này là bào sợi nhuyễn. Bào sợi nhuyễn đây anh chị ha. Tháo ra. Bào lát.
cái này thì dùng để ấn như vậy này, để bào nè anh chị, khi mà nó còn mỏng quá đó thì mình ấn vô vậy mình bào, bào lát. Đây, công dụng đều ok hết. Bào sợi, bào sợi củ cà rốt nó cuối cùng rồi, nó hơi cứng một xíu nè. Bào sợi, bào rất là ngon. Bào sợi nhuyễn, bào sợi nhuyễn đây anh chị. Rồi công dụng mài nữa, mài đây. Công dụng mài thì mài đây anh chị ha. Nè nó còn rất là bén luôn. Bộ này thì em bán 140 thôi anh chị. 5 công dụng. T64 T65 30.000 ạ. Cái này để cắt trứng. Này của cai kết Sapan. Đường lựa đường đường dây của nó thế này. Trứng luộc anh chị, cắt miếng 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 để trang trí. Trang trí làm salad. Vừa quay mà vừa được nghe nhạc. Kèm theo đó thì bên em có bán đá mài nữa anh chị. Đá mài thì bên em phân phối cho đá Naniva, ngoài đá mùng mà anh chị hay sử dụng á. Đá mùng thì sử dụng thường xuyên rồi, là em bán chạy nhất là các loại đá 220 trên 1.000, giá 550. Còn đây là loại đá Deluxe, đá Deluxe. Thành phần của nó là GC. Thì thành phần, mấy cái này thành phần thì cái ông marketing ông nói gì, nó có nhôm, nó có gì đó. Thành phần của Chocera, thành phần của nó là VHA nè. Nó ăn thép hơn là gì, là gì đó tùm lum hết. Viên này 220, hai dày 2 xăng, ngang 7 dài 21 xăng, 220 viên đá phá anh chị ha. Loại này thì nó xài kiểu giống như kiểu là đá nung anh chị, đá nung anh chị. Nó sẽ xài giống giống như là kiểu đá kinh. Còn anh chị hay mua em xài là đá mùng thì nó sẽ mịn 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 mày mịn mịn. Loại này thì nó ăn thép và ăn, nó hao thép và hao đá luôn ha. Đi nó đi đá và đi thép luôn. Còn loại mà đá mùng thì nó cái anh chị mài thì nó sẽ cái mụn thép nó sẽ bám bám ở trên cái bề mặt đá, anh chị phải vệ sinh viên đá rồi anh chị mài mới ăn nha, mới ăn thép nha anh chị. Deluxe 220 400, còn viên này Chocera của Naniva. Viên này mịn 2.000, 1.700.000 ạ. Này hàng nhập nha anh chị. Viên này thì nhập bên Nhật, nhập về Chocera thì nó có cái nó ăn thép tốt. Viên này viên xịn của Naniva Made in Japan. Số series đây anh chị. Số series đây, nó không có ghi Chocera trên đấy. Chocera thì bên Nhật, hộp của bên Nhật thì nó sẽ khác anh chị, còn nó xuất về Việt Nam thì nó sẽ in viên khác. Anh chị. Tên của viên này thì Chocera nha. Trên hộp thì nó không có ghi nhưng mà thông tin là viên này Chocera. Đây, chữ Nhật ở bên này. Loại này mịn 2.000. Rất là mịn, viên xài rất là đã. Sau đây em xin kết thúc với cái viên này á, em sẽ tặng kèm cái hộp này luôn anh chị ha. Tặng kèm cái hộp. Đấy. Nó có chỗ thoát nước nữa. Sau đây em xin kết thúc video ạ. Cảm ơn anh chị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.